đã bắt 6 công dân Việt Nam ăn thịt khỉ Langur, tung hình ảnh mạnh trên lan mạng xã hội để khoe, tin đến từ Hà Nội, Việt Nam vào hôm thứ Sáu, ngày 28 tháng 12. 6 nam công dân Việt Nam đã bị bắt vì ăn thịt loài khỉ bị đe dọa tuyệt chủng, còn tung hình ảnh lên trang mạng xã hội để khoe khoang. Theo AFP, thì đây là chứng cứ cho thấy nạn buôn lậu và tiêu thụ các loài động vật hoang dã quý hiếm có nguy cơ bị tuyệt chủng đang lan tràn tại Việt Nam vì rất nhiều người tin rằng cơ phận của chúng có thể chữa được bệnh. Thông thường thì việc kinh doanh mua bán các loài động vật hoang dã này chỉ diễn ra ở thị trường chợ đen và người ta hiếm khi nào tung ảnh lên trang mạng xã hội để khoe khoang. Hành động này vì bị bắt giết ăn thịt các loài động vật có tên trong danh sách cần được bảo vệ theo luật của Việt Nam. Thế nhưng nhóm 6 người đàn ông trong độ tuổi từ 35 đến 59 tuổi đã công khai quay phim và chụp ảnh bằng điện thoại di động cảnh ăn thịt loài khỉ Langur tung lên Facebook vào hôm ngày 17 tháng 11 vừa qua. Tất cả những người này đều bị nhận dạng và bị bắt vào ngày thứ Năm 27 tháng 12. Công an tỉnh Hà Tĩnh thú nhận với hãng thông tấn AFP rằng họ mất nhiều thời gian để nhận dạng số can phạm nói trên. Các nghi can này đã khai mua một con khỉ của thợ săn bắt được với giá 49 Mỹ Kim. Đây là con khỉ Langur ăn lá cây, được coi là loài động vật hoang dã có nguy cơ bị tuyệt chủng hàng đầu thế giới và chỉ còn thấy tại miền Bắc Việt Nam cùng với một số động vật khác đang đứng trước họa tuyệt chủng như là loài rùa mai mềm khổng lồ, sông Hồng, linh dương núi Sao La, khỉ thoan kim mũi hết. Kính thưa quý vị, giới phê bình nói rằng luật bảo vệ không hữu hiệu đã thúc đẩy tệ nạn săn bắt trộm, buôn lậu và tiêu thụ các loài động vật hoang dã lan tràn tại Việt Nam và Hoa Lục.